Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Kim Tươi sẽ giới thiệu với cả nhà món dồi sụn nhé. Ở đây em giới thiệu qua các loại nguyên liệu nhé. Đây là phèo non. Phèo non em đã rửa sạch, ngâm rượu gừng và rửa sạch. Đây là cuống họng. Cuống họng mình đã luộc nhé. Cuống họng của heo á. Đây là nấm tai mèo đã ngâm nở và băm nhuyễn. Chuẩn bị ở đây một miếng thịt heo. Đây là thịt mông nha. Miếng thịt này mình sẽ băm ra để nhồi vô cho ngon. Và đây là một miếng gan, hai lạng gan. Chuẩn bị ở đây là đậu phộng đã rang, bóc vỏ. Đây là đậu xanh nha, đậu xanh cũng đã ngâm mềm này. Rồi, đây là các rau này để nhồi vô này, đây này, lá tía tô, rau răm, ngò gai và hành lá. Và cuối cùng, đây là tiết nha, đây là tiết tươi nha. Cuống họng em đã bằm vụn nhá. Bỏ vào sau. Gan em đã bằm nhuyễn rồi nhá. Bỏ vào trong sau này luôn. Thịt em cũng bằm ra luôn nhá. Đây hai lạng thịt ấy, em cũng bằm ra hết. Xắt nhỏ ra rồi băm. Thịt em cũng đã băm nhuyễn rồi nhá. Vào đây luôn. Đậu phộng đã giá xong nhá, đổ vào đây. Tiếp theo, đổ nấm mèo vào, nấm tai mèo. Nấm mộc nhĩ, nấm tai mèo. Nhá, đổ đậu xanh vào. Rau răm, hành, ngò gai, lá tía tô đã bằm vụn là mình sẽ trộn vào đây. Tiếp theo nhá, đổ tiếp vào. Nêm vào đây hai muỗng bột ngọt, một song to này mà. Đây một muỗng muối, một muỗng đầy nhá. Hai muỗng tiêu. Hai muỗng hạt nêm. Cuối cùng ta sắp ớt vào. Trộn đều. Chai này này, tôi xích lại gần vào trong. Mình sẽ dùng cái chai này nha. Này, đục cái lỗ cái nắp này này. Bỏ vào đây. Luồn cái nắp vào. Đúng không? Để cái này. Nhà cũng tắt âm hết rồi. Rồi, kéo này lên. Vặn cái nắp lại. Đó. Đây nha. Đầu này lấy chị cuộn lại. Cột xong rồi này, tháo cái này ra. Đó. Tuột xuống đây. Để khúc lòng này ngon lành chưa. Ừ. Đây, bỏ vào trong xong này. Bỏ ở đây củ gừng nhá, củ gừng đập dập á, đổ vào đây miếng nước này, rồi đưa đi, ta đem đi luộc, ra đây. Đây,
Cái nồi dồi của mình luộc cũng đã sôi rồi này, lấy tăm mình châm nha. Nãy giờ rồi mình cũng đã chín rồi. Mình sẽ gấp ra bỏ vào thau nước đá nha. Đây còn có một thau nước đá đây. Cho cục đá đây, mình sẽ gấp ra. Cái này là mình sắt ra mình ăn luôn, là mình gấp vào thau đá nha. Còn cái khúc còn lại là mình sẽ để trên bếp. Một khúc này dài quá. Mình sẽ để nướng thì mình sẽ không sắt ra đâu. Mình sẽ không để nướng cái dồi mà để nướng, mình sẽ để nguyên trong xô. Và cái này mình ngâm nước đá thì nó mình sẽ cắt cho mình ăn. Thau nước đá đây, cục nước đá đấy, ngâm nước đá cho nó giòn. Rồi mình sẽ sắt lòng nha cả nhà, em sắt lòng thế nha cả nhà. Này là dồi. Dồi này là dồi không nướng, dồi này dồi luộc. Cái lòng này em nướng nha cả nhà. Rồi này. Xếp đặt xuống đây. Và sẽ đưa qua dĩa này. Đó, dĩa lòng nướng của em rất là thơm ngon luôn nha. Dồi nướng chứ, dĩa dồi nướng rất là thơm ngon luôn nha. Bây giờ em lấy dao sắp thử này. Để kéo sắp thử này, mà kéo sắp là không phải không ấy cả, không được rồi. Sắp bằng dao thôi đây. Vậy là món dồi nướng nha, dồi sụn nướng này. Cái này em sắp một nửa thôi, tại vì em ăn hết có một nửa. Món dồi dồi sụn nướng cùng với đây là rồi luộc. Còn cái vành ngoài trắng này là lòng luộc. Đây là dĩa thịt luộc cùng với rau sống với dưa leo, chén nước mắm nữa. Mời quý cô chú anh chị và các bạn dùng rồi luộc với em nhé. Ăn một miếng rồi luộc nữa. Rồi luộc thật sự rất là ngon nha. Đây là rồi nướng này. Rồi nướng này rất là ngon nha. Bước tay ăn sướng hơn. Ăn cảm giác ngon hơn. Ngon quá. Nè, như dồi á, nó rất là ngon luôn á. Cái nhân của nó với lại huyết á, nó phân phối rất là đều, phân bố rất là đều trong cái lòng, rất là ngon luôn. Cái dồi luộc này thì cũng là ngon, rất là ngon, ngon một vị khác. Nào cũng ngon hết. Chắc em cũng xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video lần sau nhé. Hãy cho em xin một like và đăng ký.